cho nên em đưa cái clip đó lên, mà mặc dù em xem em không hiểu cô ta nói, nhưng mà mình cảm thấy mình hòa hòa mình được trong cái nội dung cái đoạn clip của cô ta lên, em thấy rất là hay. Bởi vì rõ ràng cái clip đó đó cô ta xây dựng là mình em nhìn qua đó, thứ nhất em xem qua em thấy rõ ràng là cô ta làm một cách rất là nghiêm túc và có đầu tư, tức là cô ta tìm hiểu tư liệu và cô ta bố cục lại cái câu chuyện. Nè, nó mặc dù nó chỉ ngắn gọn trong 7 phút thôi, nhưng mà nó lột tả ra được những cái hình ảnh, những cái điều gì đó nó rất là thiêng liêng của đất nước, cho nên em rất thích. Và vậy khi xem xong là lập tức em chia sẻ lên tường ngay, thì chia sẻ lên đó để cho mọi người cùng xem và cùng cảm nhận như thế nào. Thì không biết anh có xem qua cái clip đó chưa, thì Có anh cùng với góc để nhìn coi của anh như thế nào, xin mời ông anh. cầm hay của ai mà có chia sẻ với anh à? Không biết Thư Quang ông cầm mà chia sẻ đâu hồi chiều à, anh có đọc qua, anh có nghe qua, nhưng mà anh thì thật sự mà nói á, thì đọc để nghe qua để hiểu, để biết rằng thế giới hiện nay họ quan tâm về Việt Nam mình rất nhiều, không phải là trong giới dân, không phải trong giới bình dân đâu họ quan tâm đâu, mà cái những người thuộc về dạng thuộc về tầng lớp mà trí thức, rồi ở trong cái các giai cấp lãnh đạo của các quốc gia, thì chúng ta cũng thấy rằng họ, thí dụ như Nhật, họ nói Việt Nam mình chả là ra là cái gì cả, thì có một cái ông nào đó thì ổng chửi cho một câu, nói biết gì về Việt Nam mà nói, thì ổng mới liệt kê ra một loạt những cái yếu tố mà để cho thế giới hiện nay người ta đang đang nể phục. Tôi quên mất rồi, ông này hình như cũng là thượng nghị sĩ của Mỹ, thì cái ông thủ tướng cũ, thủ tướng cũ của Nhật thì ông nói cái gì đó, ông nói ông chê Việt Nam mình, nói Việt Nam mình là đại khái như là giống như hồi xưa mà Nhật Bản nó qua nó chê Trung Quốc là Trung Á Bình, Đông Á Bình Phu Nó rồi. bao nhiêu À, đó, nó chê Trung Quốc là Đông Á Bình Phu, thì Nhật Bản nó cũng chê Việt Nam mình như vậy, cho thủ tướng cũ thì, cái ông thượng nghị sĩ quên tên này của Mỹ, ông nói với ông tướng, với một ông tướng nữa, một ông tướng của Mỹ, ông đánh nhau Việt Nam không biết, ông biết gì về Việt Nam mà ông nói. Chúng tôi là những quân nhân trực tiếp chiến đấu với những người lính của Cộng sản Việt Nam, người lính Cộng sản Việt Nam họ đã chiến đấu như những người anh hùng, như những chiến binh thực sự, chứ không phải như các ông nói. Ông cũng liệt kê đồng khơi đó, thì chúng ta thấy rằng với những người trước đây đã từng đương đầu với Việt Nam nha, như là như một tướng tướng của Mỹ và một thượng nghị sĩ Mỹ, mà họ vẫn dành những lời, những ngôn từ, những lời lẽ tốt đẹp cho Việt Nam, thì thấy rằng là cái vị thế của Việt Nam hiện nay trên thế giới nó không còn như ngày xưa nữa, đặc biệt là qua cái ở trong cái thời kỳ, chứ không phải là qua, ở trong cái thời kỳ hiện nay là cái công nghệ thông tin nha, cái mạng truyền thông, cái cộng đồng mạng này nè, nó phát triển rất là mạnh đó, cho nên người ta tìm hiểu, người ta đọc, người ta biết đó, có rất nhiều tư liệu ở các ở rất nhiều nhiều kênh, nhiều nguồn, người ta đọc, người ta biết, thì biết gì Việt Nam mình đó. Thậm chí như tôi nói là như cái Nam Sudan nha, Nam Sudan, rồi như Angola là bên Angola. chỗ Vâng là thằng Quang Linh đó, Quang Linh rồi. nó đang đầu tư vào nông nghiệp đó đó, thì Quang Linh là một hình ảnh tượng trưng, là một nhân vật, một cá nhân, nó lại thể hiện đầy đủ ở cái hình, cho cái hình ảnh đất nước Việt Nam đó. Rồi cái lực lượng mà mũ nồi xanh giữ giữ gìn hòa bình cho Nam Sudan, hay là Cộng hòa Trung Phi, thì những người lính đó họ đại diện, họ thể hiện cho cái một nước Việt Nam như thế nào đó, tốt đẹp như thế nào đó. Thì qua cái người lính mũ nồi xanh ở Angola thì Quang Linh đại diện, là Quang Linh đó. Rồi cái lịch sử của Việt Nam qua những người đó, người ta biết được cái lịch sử Việt Nam hào hùng như thế nào, thì người ta có một cái sự tôn trọng tuyệt đối, chứ không phải là nhất định, tôn trọng tuyệt đối luôn. Họ nhìn Việt Nam với ánh mắt thiện cảm và khâm phục, mà trong khi đó những người mà đã bỏ nước ra đi, đã từng phản bội đất nước này, phản bội dân tộc này, cầm súng bắn lại đất nước và rước ngoại bang vô giày xéo cái đất nước này, bây giờ
không thức tỉnh, ngược lại quay về nói xấu, lại nói xấu, cứ cho rằng những thành tựu của Việt Nam hiện nay là không, đó không phải là một thành tựu, đó là một sự vay mượn. Nó cho là một sự vay mượn, rồi lại thêm một cái nữa là điều hết sức ấu trĩ là nói Việt Nam bán nước cho Tàu, bán biển đảo cho Tàu. Đó là những cái mà chúng ta thấy rằng cái suy nghĩ của họ lúc nào họ cũng là những kẻ vong quốc, phản bội đất nước, phản bội dân tộc, lúc nào cũng vậy hết. Họ có cho rằng yêu nước họ yêu gì kiểu đó, yêu về họ yêu sao không góp sức, góp công, góp sức, góp của để xây dựng đất nước này, mà ở bên kia tối ngày cần cách đánh phá để tạo ra một cái sự hỗn loạn, mất an ninh trật tự ở Việt Nam, tạo ra một cái cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc. Họ muốn lắm, để chi? Để họ dây phần, rồi sau đó họ về lãnh đạo, họ ngồi lên đầu lên cổ người dân Việt Nam như trước đây họ đã từng ngồi. Còn những cái người mà lớn tuổi rồi đấy, sau giờ họ thức thời, họ có làm. Nhưng mà cái lớp trẻ, cái lớp mà từ 60 đổ lại đó, từ 60 đổ lại tôi thấy là những cái đối tượng đó. Còn cái từ 60 trở lên như gì mà Vũ Huynh Trưởng thì chết rồi, với cái gì mà Phan Kỳ Nhông, Phan Kỳ Nhông thì cái đó là coi như là hết đát hết thời rồi, không còn gì để sợ nữa, không còn gì để lo nữa. Thực ra thì cái đám mà hiện nay đang lu lo cũng không phải đáng lo lắm đâu, không đáng lo Chào lắm, Phúc Hậu. nhưng mà cái cách họ nói gây rất là phản cảm, gây một sự ức chế nữa trong cho cái người dân trong nước, những người dân mà những người dân chân chính, những người dân Việt Nam chân chính nó đang ở trong nước này, gây ra một cái sự bức xúc, một cái sự phản cảm, nó làm cho người ta là bực tức lên. Có những cái điều ở đây bữa nào tôi sẽ nói là chứ cơ quan tại sao lên trên 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 cái kinh của Thời Quang hoặc kinh của anh Cầm hay là kinh của Trung, tôi không dám nói nhiều, không dám nói hết ý, nói đôi khi ngập ngừng nửa chừng thì tôi bỏ ngang, vì tôi có cái nỗi khổ riêng của tôi. Tôi có cái không phải là vì vợ con đâu, vợ con tôi chả là cái gì với tôi cả, là những người đầu ấp tay gối, là người sống chết chung với tôi, chia ngọt sẻ bùi với tôi, nhưng mà trong cái lĩnh vực quan hệ xã hội, trong lĩnh vực truyền thông này không là gì với tôi có quyền tự do riêng của tôi, nhưng mà có một cái rất là bị ràng buộc, tôi không thể nói được. Nói cho nên là tôi nói đôi khi tôi ngập ngừng tôi bỏ, nửa chừng rồi tôi bỏ. Đó như tôi tức có mà tôi lại cái khi nói không được tôi tức lên tôi lại cả lắm. Mà cả lắm lại càng nói không được. Hôm nay thì cũng ráng mà nuốt cục tức xuống, ráng nuốt cục tức xuống để mà nói. Thì đối với cái thành phần mà như nãy giờ là Trung và Thử Quang cũng đã từng nói rồi. Thật ra tôi không muốn là cái dầu sao cũng là đồng bào, cũng là dân tộc, tuy không còn ở Việt Đúng Nam rồi. ở nước ngoài nhưng họ cũng là người Việt Nam, họ là cùng chung một dòng máu Việt, họ cùng chung một dòng máu Việt. Chúng tôi bản thân tôi không bao giờ tôi muốn chia sẻ ngăn cách hay là có một cái sự có một cái nhìn hà khác thù hàng đối với họ, bởi vì sao, như tôi nói từ đầu họ là có một cái dòng máu Việt mặc dù họ không ở Việt Nam, tôi không muốn đâu, nhưng mà họ có nhìn chúng ta là người Việt Nam đâu, họ có nhìn họ có nhận họ là người Việt Nam đâu, họ là người Mỹ rồi, nhưng mà họ mượn danh là người Việt Nam họ đem về chống phá thôi, rõ ràng là như vậy. Các bạn có phải đồng ý với tôi quan điểm không? Họ chỉ mượn danh họ là người Việt Nam ở nước ngoài, họ tìm cách họ chống phá, mục đích chống phá là để gây cho Việt Nam càng ngày càng rối loạn, nó tạo ra chiến tranh, tạo ra một cuộc chiến tranh, họ gây hiềm khích xích mích, hiểu lầm rồi kích bác để cho Trung Quốc và Việt Nam có một cuộc chiến tranh mới nữa, rồi lúc đó họ mới có điều kiện họ quay trở về họ lên cầm quyền. Mà tôi nghĩ cho không được đâu, rồi họ, mà đầu tiên là họ đòi đa nguyên đa đảng, mục đích đa nguyên đa đảng thì các bạn cũng biết tôi cũng đã từng nói nhiều lần rồi, mục đích là về nắm quyền, là sau đó là vô hiệu hóa đảng cộng sản Việt Nam để họ nắm quyền. Mà tôi nói nếu như mà họ họ nằm trong được nhiều đảng, mà nằm trong trong được quốc hội Việt Nam rồi thì chia bè sẻ phái, là bắt đầu đấu đá lẫn nhau, rồi bắt đầu rước nước ngoài vô, có một quốc gia nào đó nó bán nó bán cho Mỹ hoặc là nó bán cho Trung Quốc, nó thì lúc đó nó rước mấy hai hai thằng cô hồn này vô thì đó Việt Nam mình cũng phải là khổ hơn. Nó tôi nói theo kiểu dân dã, tôi không có dùng từ ngữ cao siêu được, tôi nói dân dã của nó, đó là cái tôi nhìn cái nhìn mà thực tế nhất. Mà có trong khi đó có những người
ở trong nước vẫn nghe theo họ, vẫn nghe theo họ. Mà trước đây tôi cũng từng nói là tôi chỉ mong làm sao là những người trong nước, đặc biệt là giới trẻ, đừng bao giờ là nghe những lời họ thuốc mình, thuốc độc đó, để rồi cho đất nước đi đến cái cảnh tang thương. Hiện tại chúng ta cứ làm, cứ làm, miễn đừng làm bậy, vậy thôi. Rồi, xin chào các bạn nha.